mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của tổng đài 070 82 52 99 gọi để thuận bán cho anh em phần gốc không có bị chèn nhạc. Lý do sự chèn nhạc vô là do bài này là bài mới nhất bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải những tiếng trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 070 82 52 99 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuyên trường khác và có thể số lượng nhỏ hơn cho những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đoạn nhớ để tránh việc làm tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng thanh thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Thân Bậy của em, để lại bình luận bên dưới mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, anh em liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 82 52 799 gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do thị trường nhạc vô là do bài này mới bây giờ, làm rất là hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 070 82 52 799 để gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chuyên trường khác và có thể số lượng nhỏ hơn cho vì là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được dọn nó để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng thanh thanh bản mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Thân Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Mà cần bản gốc của file tiếng này mà không bị chèn nhạc vào, với lại giọng nói vào, nên liên hệ số điện thoại của Thuận là 070 82 52 799 gặp Thuận để Thuận bán cho anh em file gốc không có bị chèn nhạc. Lý do